Xin chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu các linh kiện các dịch vụ tại Di Động Cao Cấp.vn. Nay Di Động Cao Cấp.vn giới thiệu các bạn dịch vụ mới đang được triển khai tại Di Động Cao Cấp.vn. Đó dịch vụ thay mới main của điện thoại Oppo Find 5 chính hãng, Find 5 mini chính hãng tại Di Động Cao Cấp.vn. Trên hình các bạn thể thấy đây là trọn bộ bảng main của điện thoại Oppo Find 5 mini mã R827. Khi khách hàng gặp lỗi sự cố liên quan đến phần main của điện thoại Oppo Find 5 R827 mà không có cách nào sửa được, thay mới được, mà màn hình, vỏ máy, ốp lưng, pin vẫn còn sử dụng được, thì với dịch vụ thay mới main của điện thoại Oppo Find 5 mini R827 tại Di Động Cao Cấp.vn, quý hàng có chi phí hấp dẫn hơn rất là nhiều, hợp lý hơn rất là nhiều so với việc phải thay mới một cái máy Oppo Find 5 mini hoặc là với cái giá thành tương đương việc thay main của Oppo Find 5 mini. Quý khách hàng không thể mua được một cái máy nào với cấu hình tốt như Oppo Find 5 mini. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Oppo Find 5 mini cũng như dịch vụ thay mới main của điện thoại Oppo Find 5 mini, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng 0466750099. Kỹ thuật viên của Di Động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý các bạn. Một lần nữa, Di Động Cao Cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ tại Di Động Cao Cấp.vn chúng tôi.